Chào quý vị khán giả, hôm nay Tiết Cương lại gặp lại quý vị. Lần này Tiết Cương không giới thiệu mọi người một chiếc xe cổ. Đó là một chiếc xe cực kỳ hiện đại, cực kỳ tốc độ. Đó là dòng xe gì? Đó là một dòng xe mô tô do Đức sản xuất. Khi mà nói tới Đức thì đó là gọi là một đất nước sản xuất những dòng xe hơi cao cấp, giống như là BMW, Mercedes, Audi hay là Porsche. Và hôm nay Tiết Cương giới thiệu với mọi người một chiếc xe. Xe gì? Bây giờ chúng ta giới thiệu chủ nhân của chiếc xe đó. Đây, xin chào em. Em có thể tháo cái mũ ra để cho mọi người thấy mặt em không? Đi mô tô là phải công phu lắm bà con ơi. Đó, đội cái mũ này vô ta nói, đội vô ta nói y như nồi cơm điện. Tôi đội lên chắc nồi nhưng chứ không nổi luôn đó. À, xin chào bạn, bạn tên gì? Dạ, em tên Tuấn anh. Tuấn, à, xin chào Tuấn. Tuấn bao nhiêu tuổi à? Dạ, em 35 tuổi. 35 tuổi à? Em quê quán ở đâu? Ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. À, em ở Bà Rịa hả? À, Tuấn, hiện tại công việc của em là gì? Dạ, em làm việc ở nhà không ạ. Làm gì? Ở nhà là làm cái gì? Làm việc kinh doanh ở nhà thôi. Kinh doanh bất động sản hả? Dạ, không ạ. Chứ kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh đồ nội trợ. Hả? Đồ gia dụng điện là thôi. Đồ điện thôi hả? Đi đồ điện thôi mà mua xe này luôn hả? Ghê thiệt. Vậy mỗi mốt mình chuyển qua nghề mình kinh doanh đồ điện. À, Tuấn có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có mấy cháu rồi? Dạ, em có hai cháu rồi. À, cháu lớn nhất bao nhiêu tuổi? Dạ, 8 tuổi anh. 8 tuổi à. À, cho anh hỏi cái xe này là em mua bao nhiêu năm rồi? Đây, giới thiệu, quên giới thiệu quý vị. Đây là chiếc BMW do Đức sản xuất. S1000 đúng không em? Dạ. S1000. Chiếc xe này em có thể giới thiệu quý vị khán giả là nó đời mấy à? Dạ, xe đời 2019 anh. Trời ơi, mới tinh xương luôn. Là chiếc này hồi đó là em đập thùng hay em mua lại? Dạ, em mua lại. Em mua lại hả? Dạ. Là cái thời điểm mà em đập chiếc này đập thùng là khoảng giá trị nó khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, cái thời điểm này là thời điểm xe Thái nhưng mà nó không có nhập về nữa. Ừ. Thì lúc em mua lại thì giá là 600 triệu thôi. 600 triệu nhưng mà em có biết đập thùng nó bao nhiêu không? Dạ, thời điểm 2018-2019 thì đập thùng khoảng chừng 620-630 thôi. Mà sao em mua tới 600 dữ vậy? Tại vì nó không có nhập qua nữa nên chiếc này là thay đổi cái đời mới, đời bữa nay là đời cá heo chứ không còn cá mập nữa nên à, cái này là gọi là dòng cá mập hả? Dạ đúng rồi. À, mà cho anh hỏi cái chiếc này là của Đức sản xuất nhưng mà nó ở Thái Lan về hả? Sản xuất tại Thái anh, nó có nhập Đức và nhập Thái thì nó giảm thế nên nó công nghệ thì giống như nhau hết. Nhưng mà nó lắp ráp ở Thái Lan. Lắp ráp Thái Lan. À, có nghĩa là chiếc dạ. BMW này nó giống như Supreme vậy bà con. Giống như là công nghệ Nhật mà lắp ráp ở Việt Nam thì chiếc này là công nghệ Đức nhưng mà lắp ráp ở Thái Lan. Nhưng mà theo Tiết Cương nghĩ lắp ráp ở Thái Lan là quá ok rồi, bởi vì những dòng xe của chúng ta đi đa số mà lắp ráp ở Thái Lan đều là rất là bền và rất là tốt. À, bây giờ có thể giới thiệu sơ qua cho anh là ha, cái chiếc xe này là hồi đó giờ em chạy là tốc độ cao nhất là được bao nhiêu? Dạ khoảng chừng tầm 200 thôi nha. Trời ơi, chưa 200 rồi. Dạ. Ở Việt Nam mình đường cao tốc đâu cho vô đâu. Em đi 200 vậy là em đi trên một cái tuyến đường nào, có thể bật mí cho anh và nhiều biker đam mê tốc độ để sau này có dịp giới thiệu nhiều người biết cái đoạn đường đó mình chạy thử coi. Dạ. Em đi đường nào? Đi đường Hồ Trắng nữa. Rồi, Tiết Cương thấy là đa số tất cả những người biker mê tốc độ đều đi Bào Trắng. Bào Trắng là Phan Thiết nha quý vị. À, là qua thành phố Phan Thiết chút xíu có cái đường đó là mọi người check in cái Bào Trắng đó là có nhiều đó, mọi người thấy mấy cái hình ảnh mà check in mà có mấy cái bà đồi mà bằng cát đồ á, mấy xe địa hình đó, đó là đường Bào Trắng đó, 200 cây số một giờ. Và hồi đó giờ em đi xa nhất là nó là chiếc này em đi tới đâu? Dạ, đi Đà Lạt rồi Phan Thiết rồi. Là xa nhất hả? Dạ. Em đi miền Tây chưa? Chưa đi. Bữa nào phải cho nó đi chuyến miền Tây chứ đúng không? Dạ. À, cái này bình trải nghiệm mình tại chiếc này cái bình xăng nó là đựng bao nhiêu lít em? Khoảng 17 lít à. 17 lít mà một lít xăng mình chạy được khoảng bao nhiêu cây số? Dạ nó tầm là 107 đến 8 lít à. Cái gì? Vậy là tính ra là một lít chạy cũng được cỡ mười mấy cây hả? Dạ. À, vậy cũng tương đối hao ha. Nhưng mà mình đã chấp nhận đi tốc độ là phải vậy thôi. Chiếc xe này toàn bộ nó là nguyên bản hết hay em có độ gì không? Cái này có độ thì độ cái gì? 150 triệu anh. Trời ơi. Là 600 cộng với 150 tiền độ, cái bô này là hết nhiêu tiền? Bô với cổ luôn là tầm 60 triệu anh. Cái bô cổ bô không hả? Bây giờ em có thể cho anh nghe được tiếng bô được không? Dạ. Này là mo chưa? Mo chưa? N là mo phải không?
đây nó là dòng sport bike nha, cho nên cái thế nó ngồi nó hơi bị chòm nha. Còn những cái bạn mà không thích, không phải là không thích đi xa, mà những cái người mà chỉ mua dòng mô tô để uống cà phê này nọ thì hay đi dòng naked bike. Dòng naked bike nó giống như Z1000 á, thì nó ngồi nó gọi là chầm lỡ á, cái thế nó ngồi á, nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Còn những mà đam mê tốc độ á, thì bắt buộc phải đi dòng sport bike, thì cái độ chòm của mình như vậy á, tốc độ nó mới đã. À, giống như Mac Marez vậy đó, Mac Marez mới gặp tai nạn á nha. Ủa nha, Tấn ơi, sao hai cái kính chiếu hậu em để đâu rồi Tấn? Anh nhớ chỗ này có hai cái kính chiếu hậu mà. À, tại em mới đi tháo ra bảo dưỡng lên cho sạch sẽ xe. Ủa còn cái này là em gắn thêm hay zin dạ, đó? Rồi, cái thắng đồ thắng Rainbow gắn gắn thêm mà. Cái này gọi Rainbow hả? Dạ. Gọi là cái mục đích cái này để làm gì cái này nè? Dạ chắc bảo vệ tay thắng. À. Để nó ngã phải không? Còn cái này là gì vậy? Dạ, đèn á, dùng để đi tour buổi đêm cho nó sáng. Anh. Sáng thêm hả? Dạ. Rồi em có thể bật mí với anh cái này là cái dầu gì không? À, bình dầu đi theo chung với tay thắng Rainbow này luôn rồi. À, bình dầu hả? Dạ. Yeah. Bình dầu đây. Cái này có quy hiệu BM này hả? Dạ. Yeah. Còn hai cái này là hai gì vậy? Hai này cái phục này, phục chỉnh điện á. À, chỉnh điện. Nổ máy thì nó mới bắt đầu hoạt động. À, còn cái này gì vậy? Nút gì vậy? À, nút đèn. Đèn đó hả? Đó. Đồng hồ nó mặt đồng hồ điện tử hả? Mặt đồng hồ nó lên hình đẹp ghê ha. Đó. Ủa, cái đâu tốc độ của nó là chạy trên màn hình phải không? Còn cái số 04, 8, 12, 16 này là gì em? Đồng hồ tua máy à. Tua máy hả? À, tua máy. Rồi. Cái độc đáo của BM á là hai đèn trước nó lệch nhau. À, dân chơi tường hay gọi là mắt lé đó bà con. Đó, bà con thấy không? Cái bên phải thì nó to nè. Cái bên trái nó nhỏ hơn. À, đó đặc điểm của dòng BM mà các dòng xe khác không có. Tại vì những dòng xe khác thì họ chọn cái sự cân đối. Hai bên đều cân đối, nhưng riêng BM á, thì nó bên to bên nhỏ vậy đó. À, đó là nét đặc biệt của BMW nha bà con. Cái chiếc này là cái bánh xe của nó là mình gọi là của hãng nào? Dạ, nguyên thủy cái xe. Vậy bánh hả? Xe này chưa có thay vỏ, nó mới chạy mấy ngàn cây nha. Ủa sao anh thấy những cái dòng xe của BM đôi khi cái phục sau á, cái gấp sau nó có một gấp, sao cái này hai gấp? Hai gấp. Em có thấy cái dòng nào có một gấp chưa? À, một gấp thì có chiếc xe Benel của hãng Honda anh. À, là một gấp hả? Dạ. À, hôm bữa tại vì anh có làm qua cái dòng BM mà cổ điển á thì nó cũng có một gấp hà. À. Đó quý vị thấy không? Tổng thể chiếc xe rất là liền lẹt, rất là mạnh mẽ. Cái mặt toàn bộ cái màu của nó là zin hết hả? Em có sơn lại gì không? Dạ không, xe zin hết, chỉ có thay thế là ốp carbon, ốp phần sợi carbon đây. Ừ. Đây. Về carbon. À, nhưng còn những cái zin của nó là mũ sao? Thì nó mũ đen à. À, mũ đen là em ấy hả? Dạ. Ê, còn cái này là cái gì vậy? Cái vàng này là vàng gì? Dạ, heo thắng ha. Heo hả? Heo thắng dậu hả? Dạ. Zin nó hết luôn hả? Dạ, zin. Còn cái cặp này zin luôn hả? Dạ. À, cái đặc trưng của cái phục trước của BM là màu vàng đúng không? Dạ. Nó không có đụng hàng luôn hả? Bây giờ chắc em có thể cho anh trải nghiệm, anh chạy thử được không? Dạ được, anh lấy chạy thử. Em tin anh hả? Dạ. Lỡ có chuyện gì rồi anh đâu có tiền đâu đền. Dạ. Hả? Anh đâu biết chạy mô tô. Dạ. Hả? Sao? Em cười, cái Tấn cười rất là giống như là cho Tiết Cương mượn xe chạy rất là miễn cưỡng. Mình cảm thấy giống như là em tin anh lắm không? Không biết nói sao. À, bây giờ em có thể giới thiệu cho cái diễn giả riêng một chút ít về cái bộ đồ của em không? Cái bộ đồ này để dùng để đi trên mô tô hả? Nó có cái tính năng gì? Quý vị ơi, đằng sau nó có một cái này nha quý vị. Cái này là cái gì, gọi để làm gì Tấn? Dạ, nó đỡ lưng á anh. Đỡ lưng cho mình đi đường xa hả? Dạ. Hay là để cái tai nạn mình sao? Nó bảo vệ cho mình. Bảo vệ phải không? Dạ. Còn hai cái này cũng là bảo vệ luôn. Dạ, bảo vệ. Rồi cái bộ bó gói. Dạ. Cũng bảo vệ chân gối thôi. À. Anh thấy hình như nó bị thiếu, em bị thiếu đôi giày đó. Dạ đúng rồi. Đôi giày đâu? Dạ chưa có sắm. Đôi giày bao nhiêu? Dạ tầm mấy triệu anh. À, còn cái bộ đồ này bao nhiêu tiền? Dạ 12 triệu anh. Wow. Wow, riêng cái bộ đồ đi mô tô không 12 triệu bằng người ta mua một chiếc quay rồi. Quá trời, quá đầu tư luôn. Cái bộ đồ này không biết cân nặng bao nhiêu ký không? Dạ chắc
tầm 3 kg. 3 kg hả? em bao nhiêu ký tấn? Dạ 55 kg anh. Tấn 55 kg cộng với bộ đồ với cái nón, cái bộ đồ 3 kg, nón 2 kg là em lên được 60 kg rồi. Dạ. Là coi như em đi xe này chuẩn luôn hen. Dạ. Ừ, rồi nãy giờ qua lời giới thiệu của em thì anh cho biết sơ qua về cái dòng Kawa 1000. Ấy lộn. Cái cư mới review cái Kawa Ninja 1000 nó lộn Kawa. Cái này là BM Đức, của Đức sản xuất, còn Kawa của Nhật Bản. Thì đầu óc này rối rồi. Rồi, coi như là bây giờ bạn Tấn chủ xe có cho Tiết Cương mượn chạy mà Tiết Cương không dám mượn, bởi vì tuổi già sức yếu rồi, chạy lỡ nó đè cái gãi giò luôn. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của Tiết Cương, đã review chiếc xe BM Đức S1000. Xin cảm ơn bạn Tấn. Bắt tay bạn Tấn cái coi, đã hỗ trợ Tiết Cương và đã giới thiệu cho mọi người biết chiếc xe này. Cảm ơn em nha. Dạ. Em có buồn anh không? Tấn rất là hiền, rất là vui tính. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube của Tiết Cương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.